bạn hoàn toàn có thể sống tốt với mức thu nhập 7 triệu 100 nghìn đồng trên một tháng nếu biết lập kế hoạch chi tiêu hợp lý. Đầu tiên, hãy chia số tiền này thành 5 quỹ nhỏ, theo thứ tự lần lượt là 2 triệu 100 nghìn đồng, 1 triệu 400 nghìn đồng, 1 triệu 100 nghìn đồng, 700 nghìn đồng và 1 triệu 800 nghìn đồng. Tỷ phú người Hồng Kông Lý Gia Thành chia sẻ kinh nghiệm kiếm tiền của mình. Việc vạch ra kế hoạch 5 năm đã giúp ông thay đổi cuộc sống như thế nào? Quỹ đầu tiên dùng cho chi phí sinh hoạt, tức là mỗi ngày bạn chỉ được tiêu tối đa 70.000. Bữa sáng hàng ngày sẽ có món mì với trứng và sữa. Bữa trưa có thể ăn một vài món đơn giản kèm theo đồ ăn nhẹ và trái cây. Bữa tối, bạn có thể vào bếp và nấu một vài món rau kèm theo một ly sữa. Như vậy thì chi phí mua thực phẩm hàng tháng của bạn chỉ dao động trong khoảng từ 1 triệu 800 000 đồng đến 2 triệu 100 000 đồng. Cách sinh hoạt này vừa tiết kiệm lại vừa có lợi cho sức khỏe. Quỹ thứ hai dùng để kết bạn, việc thiết lập quan hệ với bạn bè có thể giúp bạn trở nên giàu có bạn có thể dùng 400.000 đồng để trả hóa đơn điện thoại và 1 triệu đồng để mời bạn bè đi ăn hai lần mỗi tháng. Bạn nên mời ai đi ăn? Hãy mời những người hiểu biết, giàu có hoặc những người có thể giúp bạn thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy đảm bảo bạn mời họ đi ăn mỗi tháng. Sau khoảng 1 năm, bạn sẽ thấy mình nhận được nhiều giá trị tới mức nào. Danh tiếng và tầm ảnh hưởng của bạn sẽ tăng lên rõ rệt. Hình ảnh của bạn trong mắt người khác cũng trở nên tốt đẹp hơn. Quỹ thứ ba dùng để đầu tư cho học tập. Trong đó, bạn nên dành ra 200.000 đồng đến 400.000 đồng để mua sách. Việc dùng một khoản tiền tương đối lớn để mua sách sẽ khiến bạn chú tâm vào việc học hơn. Hãy đọc sách một cách cẩn thận và dành thời gian để nghiền ngẫm những chiến lược mà tác giả đưa ra. Sau khi đọc xong thì tóm tắt lại nội dung và cách diễn đạt của riêng mình rồi chia sẻ với người khác. Việc chia sẻ sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. 700.000 đồng còn lại dùng để đăng ký các khóa đào tạo nhằm cải thiện bản thân. Khi tham gia vào khóa đào tạo tốt, bạn không chỉ học được những kiến thức mà còn có cơ hội gặp gỡ với những người bạn cùng chí hướng. Quỹ thứ tư dùng để du lịch nước ngoài, bạn nên tự thưởng cho bản thân ít nhất một kỳ nghỉ mỗi năm. Trải nghiệm cuộc sống là một cách để phát triển bản thân. Việc đi du học ở nhiều nước giúp bạn có được nhiều trải nghiệm khác nhau. Những trải nghiệm đó sẽ giúp bạn đạp lại năng lượng để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Quỹ thứ năm dùng để đầu tư, gửi 1 triệu 800 nghìn đồng vào tài khoản ngân hàng và coi nó như một nguồn vốn khởi nghiệp. Bạn có thể dùng nguồn vốn này để kinh doanh nhỏ, tìm đến một vài đại lý để lấy hàng về bán. Kinh doanh nhỏ giúp bạn trở nên tự tin và học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Khi thua lỗ, bạn cũng không mất quá nhiều tiền. Sau một thời gian, khi bạn đã kiếm được kha khá tiền, thì có thể chuyển sang kế hoạch đầu tư dài hạn để ổn định tài chính. Điều đó giúp bạn có một khoản tiền dự phòng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Bất kể thu nhập của chúng ta là bao nhiêu, hãy chia nó thành tỷ lệ theo 5 phần tương ứng. Đó là cách tốt nhất để sử dụng tiền. Đầu tư càng nhiều thì lợi ích nhận được sẽ càng lớn. Đầu tư nhiều hơn vào việc học giúp chúng ta trở nên tự tin đầu tư cho những kỳ nghỉ giúp ta mở mang tầm mắt và trong tương lai nó sẽ giúp ta tăng thu nhập. Chỉ cần đầu tư vào bản thân một cách đúng đắn và hiệu quả thì không khó để trở nên thành công. Theo một nghiên cứu nổi tiếng của Đại học Harvard, số phận một người được quyết định bằng cách người đó sử dụng thời gian. Nếu bạn đang dùng thời gian của mình để học tập, nghiên cứu và tham gia các buổi thảo luận thì hãy tiếp tục đi vì thành công chỉ cách vài bước chân nữa thôi.